Mô Phật, mời quý vị chúng ta cùng nhau chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếm nan tao ngôn. Ngã kiếm kiếm văn đăng thọ trì nguyện giải Như Lai chờ thiền nghiệm. Nhưng mô Phật, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về 16 giấc mộng của vua Ba Tư Nạc. Thì hai tuần trước chúng tôi nói về cái giấc mộng thứ 11 mà Đức Phật Ngài nói rõ chính là những vị đệ tử xuất gia của Ngài chỉ có muốn tham lợi dưỡng tiền bạc vân vân và giảng pháp, chứ không phải là vì muốn giảng pháp để giúp cho người ta biết con đường tu tập. Nên Ngài dùng cái ví dụ như là lấy bơ mà đổi lấy hương chiên đàn. Rồi chúng tôi cũng nói về những cái điều mà đối với người xuất gia cũng không có nên làm. Tôi chỉ nói sơ thôi. Thì hôm nay chúng tôi xin nói tiếp về cái điều mộng thứ 12. Bạch Thế Tôn, trẫm thấy dây bí bầu rỗng ruột lại chìm dưới nước, vậy có điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến đời Vị Lai, có vua chúa bất công tới giới điên đảo. Thời ấy vua chúa không kính trọng những người dòng dõi quý tộc mà chỉ ưu đãi bọn hạ đẳng, nên bọn này sẽ thành ra những chúa tể quyền cao chức trọng, trong khi đám quý tộc phải bị chìm xuống cảnh nghèo khổ. Cũng vậy, ở chốn triều đình, ở cung môn, tại sảnh đường hay tòa án, chỉ có lời nói của bọn hạ đẳng mà xác lập vững vàng như thể chìm tận đáy nước. Đó, Đức Phật Ngài nói về cái giấc mộng thứ 12 của nhà vua. Nhà vua thấy dây bí bầu sống ruột, nhưng mà lại chìm dưới nước. Vậy điều gì xảy ra? Thì Phật Ngài dạy rằng là trong đời tương lai, đời sau của vua Ba Tư Nạc, những vị chúa bất công, thế giới điên đảo, những vua chúa này không kính trọng những cái người mà dòng dõi quý tộc, chỉ ưu đãi những cái người hạ đẳng, nên những cái người hạ đẳng này đó họ dìm những người dòng dõi quý tộc, và vua chúa chỉ nghe theo những cái lời nói của những người hạ đẳng mà thôi. Rồi Đức Phật Ngài nói liên hệ đến với người tu. Ngay trong tứ sự cúng dường, thực phẩm, y phục, sàng tọa, dược liệu cũng vậy,
chỉ ý kiến của kẻ ác dục, suy đồi được xem là có quyền định đoạt, chứ không phải ý kiến của các tỳ kheo biết thiểu dục tri túc. Chuyện như thế khắp nơi chẳng khác gì cảnh dây bò bí sủng ruột lại chìm. Tuy vậy đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Phật ngài dạy liên hệ vĩnh đạo, thì những cái người mà có ác kiến tà kiến, tham dục nhiều, suy đồi, họ có quyền định đoạt, chứ không có phải những cái vị tỳ kheo, vị tu thể dục tri túc ít muốn biết đủ. Thì đó, ngài vừa giải thích cái điềm mộng ông theo ngoài đời, vừa giải thích điềm mộng trong đạo. Hãy kể giấc mộng thứ 13 cho ta nghe. Khi ấy nhà vua nói: Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những tảng đá lớn bằng ngôi nhà lại nổi bồng bềnh như thuyền bè trên nước, việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng kế tiếp là nhà vua thấy những tảng đá lớn bằng ngôi nhà mà lại nổi bồng bềnh như vậy, như thuyền bè đó. Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho đến đời vị lai, như ta đã nổi trên. Thời ấy vua chúa bất công tận dụng đám người hạ đẳng, chúng sẽ trở thành các chúa tể đầy quyền lực, trong lúc đám người quý tộc sa sút nghèo khổ. Người ta không còn tôn sùng quý tộc mà chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật hay chống pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tinh thông luật pháp, chính các tảng đá lớn tượng trưng cho hạng người này lại trôi dạt bồng bềnh chứ không lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới nổi sẽ cười nhạo khinh bỉ, bảo nhau các tên kia đang nói gì thế. Đó, Phật ngài giải thích cái điềm mộng kế tiếp ha. Là nhà vua thấy những tảng đá lớn như những căn nhà, ngôi nhà, nhưng mà lại nổi bùng bền. Thì Phật ngài dạy đó, cũng giống như là đời tương lai, các vị vua chúa dùng những người hạ đẳng mà không dùng những cái người quý tộc, là có hiểu luật pháp, những vị đáng lẽ là làm giường cột cho quốc gia nhưng lại bị xem thường bởi những người giàu có, những người hạ đẳng vân vân. Rồi cũng vậy trong các hội chúng tỳ kheo, giống như đã nói trên, người ta không biết kính trọng những bậc tối thắng giữa hàng Bà La Môn, nên lời nói của các vị này không lắng động lại mà chỉ trôi dạt dờ đi mất, chẳng khác nào các tảng đá nổi bồng bềnh trên mặt nước. Thì đây vừa nói giải thích về chuyện đời, Đức Phật này cũng giải thích trong đạo là có những cái vị những bậc tối thắng, những vị tu tập chứng thánh quả vân vân, nhưng những lời nói của các vị đó đó không có ai mà kính trọng, không ai mà để tâm tới, chỉ trôi giật giờ. Cũng giống như là những tảng đá lớn mà trôi giật giờ, bồng bềnh mà thôi. Tuy nhiên đại vương không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp giấc mộng thứ 14 cho ta nghe. Thì ở đây tôi xin mở ngoặc một chút xíu. Nói về chuyện đời thì nói cả năm cả tháng, nói suốt cũng không hết. Nói về chuyện đạo đương nhiên đối với chúng ta trong thời này, nếu chúng ta có cái tâm tu tập, phát tâm tinh tấn dũng mãnh mà tu tập hướng về chánh pháp, thì chúng ta phải có trạch pháp nhãn, con mắt chọn lựa pháp, những cái vị cao tăng thật học, cái vị làm diều mối cục trừ cho đạo pháp. Thì chúng ta nên lắng nghe những cái bài giảng của các ngài, lời chỉ dạy nhắc nhở của các ngài, vì những
những cái lời dạy của các ngài có giá trị do sự thực tu thực chứng. Còn có những cái vị mà chỉ vừa giảng vừa vui cười đàn ca hát sướng thì mình phải xem lại. Thì đương nhiên đối với quý Phật tử, nhiều khi tâm lý chung một bài giảng nào mà có sự vui nhộn, kể những câu chuyện vui, thực sự nó cũng có gì sai. Mà nếu mà đi quá xa, ca nhạc thế này, ca nhạc thế nọ đó, nên cũng phải cẩn thận. Nên đối với chúng ta đó, chúng ta biết bất cứ làm chuyện gì, tâm mình có định thì mới có huệ. Làm cho tâm mình sao xuyến vọng động thì rất khó lòng mà có cái huệ. Thì đương nhiên khi giảng pháp cũng phải uyển chuyển để cho người nghe có cái ý thích, có thích thú trong đó, có vui trong đó, cái sự hoan hỷ trong đó, thì thính giả người ta mới thích nghe. Nhưng mà đối với người xuất gia phải biết cái giới hạn của mình. Nên nhưng mà đôi khi vì quần chúng thấy ai mà giảng mà vui nhộn thì thích nhiều hơn. Còn có những vị cao tăng thật đức, các ngài giảng đúng chính pháp, nhưng mà đôi khi những cái lời của các ngài giảng hơi khô khan. Thì nếu mà chúng ta có tâm cầu học, chúng ta nên cố gắng mà định tâm để mà nghe những cái lời vàng ngọc các ngài, những cái lời mà các ngài đã từng thật tu thật chứng rồi, thì nó có giá trị nhiều hơn. Còn cái điều gì có thể là mình vui đôi chút, vui xong rồi nghe bên tai này rồi tự sẽ qua tai khác, nó không có đắn động tâm tư mình nhiều. Cho nên chính nhất làm sao nghe lời nào mà khiến cho tâm mình được thanh thản an lạc từ trong tâm, làm chúng ta hoan hỷ đó. Rồi chúng ta biết cách tu, mở cái tâm trí mình, nhờ cái trí huệ hữu sư đó mà chúng ta biết đường tu, biết hiểu thêm Phật pháp, vân vân, thì đó là những lời ích lợi, không? Còn mà không, nhiều khi nghe để vui, rồi xong mà chúng ta quên hết, hay gần như đua hết tất cả đó, thì cũng uổng, không? Rồi hãy kể tiếp giấc mộng thứ 14 cho ta nghe. Bạch Thế Tôn, hình như chậm thấy những con nhái bén chẳng lớn hơn những cánh hoa bé tí teo, lại nhanh nhẹn săn bắt những con rắn khổng lồ, cắn xé chúng ra từng khúc như các ngói sen và nhai ngấu nghiến chúng trong chốc lát lại xong. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Đó, chúng ta thấy là có những con nhái nhỏ nhưng mà cái răng rất là sắc bén, như là nhăn nhẹn bắt những con rắn khổng lồ, cắn xé như là cắn cấu xé những cái ngói sen. Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho tới đời vị lai. Như những việc trước ta đã nói, thời thế giới suy tàn, lúc tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mãnh liệt, dục vọng quá nồng nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hầu thiếp còn trẻ con. Trong nhà từ những kẻ tôi tớ làm công, trâu, bò, heo, gà, vàng bạc cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đám thế thiếp định đoạt. Kẻ sử người chồng khốn khổ kia hỏi xem tiền bạc, áo quần để ở đâu, liền được đáp rằng nó ở đâu để kệ nó. Chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han lôi thôi về việc gì trong nhà cả. Rồi sau đó bằng mọi cách, bọn thê thiếp kia dùng lời lẽ mạ lị khinh chê, châm chọc để đàn áp các người chồng như bầy nô lệ tôi tớ. Như vậy chẳng khác gì lũ nhái bén chẳng lớn hơn cái hoa tí xíu, lại nuốt chửng rắn hổ mang. Đây Đức Phật ngài giải thích cái giấc mộng mà ông vua thấy, thấy những con nhái nhỏ nhưng mà răng rất là sắc bén, cắn ăn những con rắn khổng lồ. Như Phật ngài giải thích là cũng giống như người thê thiếp mà ăn hiếp chồng, những cái người đó đó, người chồng lại
vì cái tâm tham ái nặng quá, dục vọng quá nồng nàn, cho nên mới làm nô lệ cho những người hầu thiếp còn trẻ con. Mình mới có những cái chuyện đó. Bạch Thế Tôn, hình như chẳng thấy một con quạ đồng quê đầy đủ 10 ác hạnh, lại được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim hộ tống. Những con chim này màu lông vàng ánh, thường được đặt tên là Kim Nga Vương Giả. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Ông ta thấy thêm một con quạ đồng quê đầy đủ 10 ác hạnh, làm điều xấu điều ác, nhưng mà lại có một cái đoàn tùy tùng toàn là những cái chim quý hộ tống theo thôi, là nghĩa thế nào? Giấc mộng này thưa đại viên cũng không thành tựu cho đến đời vị lai, thời đại các vua chúa suy thái, đó là thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật, voi ngựa và hèn nhát khi ra trận và sợ bị trút phế hay tống xuất ra khỏi vương quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ hầu tắm hớt tóc đại loại như thế nắm quyền thay vì đưa nhóm người quý tộc lên. Như vậy đám người này không được hưởng ơn vua lộng nước nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu hạ mình chầu hầu bọn trưởng giả mới, giống như chim quạ được đám Kim Nga Vương Giả theo hầu. Phật ngài dạy ngài giải thích cái điềm mộng đó đó, điềm mộng tại sao mà có một con quạ đồng quê có những cái hành như vậy mà có một đoàn tùy tùng toàn những chim quý không theo hộ tống. Thì Phật ngài dạy cũng giống như là một vị vua trong đời tương lai, không có hiểu biết gì về bất cứ võ thuật vân vân, sợ bị trút phế cho nên mới dùng những người hầu cận, những người hèn hạ để lên nắm quyền, thay vì nhờ những người quý tộc để mà lo chuyện triều đình. Nhưng mà cái người quý tộc á, vì không có được hưởng ơn vua lộc nước nên phải cam chịu chầu hầu những cái bọn trưởng giả, người trưởng giả không có đủ khả năng, không có đủ tài cán gì, cũng giống như một chim quạ mà được Kim Nga Vương hầu theo Hãy kể giấc mộng thứ 16 cho ta nghe. Xưa nay chính loài hổ báo săn bắt sơn dương, nhưng hình như trẫm mơ thấy sơn dương săn bắt hổ báo và xé xác ăn rau ráo. Trong lúc vừa thấy bóng bầy dê từ đằng xa, bầy chó sói hoảng hốt chạy trốn, lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là giấc mơ của trẫm, việc gì xảy ra chăng? Thì nhà vua nói thường là những cái loài hổ báo săn bắt những cái loài sơn vương, sơn dương, nhưng mà giờ ngược lại, nhà vua thấy những con sơn dương này nữa lại săn bắt những cái loài hổ báo, cho nên những bầy chó sói đó, hổ báo thấy bóng những con bầy dê ở xa xa thì lại bỏ chạy rồi. Giấc mơ đó thế nào? Giấc mộng này thưa đại vương cũng không thành hiện thực cho đến đời vị lai, thời vua chúa Bất Minh cai trị, thời ấy bọn hạ đẳng được nắm quyền cao chức trọng và được nhiều ân sủng của vua chúa. Trong lúc đám quý tộc xa vào cảnh bần cùng tội tâm vì có được nhiều thế lực, trong tòa án do ân sủng của vua ban, bọn ấy mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu, đất đai, y phục, mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám người này cố bên vực cho quyền lợi của họ trước tòa án, liền bị đám hầu cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm cổ quẳng ra ngoài với lời thô bỉ. Đức vua cho phép những bọn đó. Sau đó đám người quý tộc kinh hoảng nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn họ mới được ân sủng này nhận lấy tài sản của họ, rồi vỗ vã
về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. À, thì đó đó Đức Phật ngài giải thích đối với vị vua tàn ác, vị vua hèn nhát, dùng những cái người mà không có hiểu luật pháp, những người hạ đẳng, đưa họ lên nắm quyền cao chức trọng, rồi những người này là ép những cái người theo dòng quý tộc, lấy hết tất cả tài sản của những người trong dòng quý tộc là chiếm đoạt như vậy, nên đối với những người trong dòng quý tộc lại sợ hãi trốn lánh, cũng như là những con hổ báo, con sói lại thấy những xương dương dê lại bỏ chạy. Đó là Đức Phật nói chuyện đời. Cũng vậy, các tỳ kheo ác tha hồ khủng bố tiêu diệt các tỳ kheo hiền thiện xứng đáng, cho đến khi những người này không thấy ai còn bảo vệ mình nữa, đành phải trốn vào rừng sâu. Như vậy, sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện trị theo cũng giống như bầy chó sói bị bầy dê hăm dọa. Đây Đức Phật ngài nói nói chung chung cái tiềm vọng đó đó, như bầy dê lại săn bắt hay đàn áp bầy chó sói, cũng giống như là những người hạ đẳng mà đàn áp bức áp những cái người quý tộc hoặc là những vị ác tỳ kheo mà lại áp bức những cái vị thiện tỳ kheo, nên khiến những cái vị này phải trốn vào rừng sâu để mà tu tập. Tuy nhiên ngài không có phải gì sợ hãi chuyện ấy cả, vì giấc mộng này cũng chỉ liên hệ đến tương lai mà thôi. Đó là 16 giấc mộng mà Đức Phật ngài giải thích cho nhà vua. Như vậy, không phải vì chân lý hay lòng yêu mến đại vương khiến cho các bà la môn tiên đoán như cách họ đã nói với đại vương đâu. Đó chỉ là vì lòng tham muốn lợi dưỡng, cái tri thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thốt ra những lời nói đến mối lợi phận mình mà thôi. Đức Phật ngài kết luận là những cái điềm mộng của nhà vua mà trước đó nhà vua nhờ những cái bậc đại thần, vì đại thần theo đạo Bà La Môn hay giờ mình gọi là Ấn Độ giáo đó, họ giải thích theo ý của họ, xuống nhà vua phải cúng tế loài vật, mình cái chính nhất cúng tế loài vật để họ được hưởng cái sự ăn uống, sự bổng lộc của nhà vua vậy thôi, chứ không phải là có chuyện gì cả. Do cái thâm tham muối lợi dưỡng đôi, do cái tâm tham dục nó kích thích mà nói những cái lời nói đó để được lợi thân mình mà thôi. Như vậy bậc đạo sư đã thuyết giảng ý nghĩa của 16 giấc mộng lớn trên sông, và ngài nói thêm, sau khi mà nói về 16 giấc mộng đó đó, Đức Phật ngài nói thêm chút xíu phần sau. Thì nó tóm tắt lại những cái điều mà nhà vua vua Bạch Tư Nặc mơ thấy qua 16 giấc mộng đó, Đức Phật giải thích thì mình thấy rõ có những cái điểm tương đồng là Đức Phật ngài nói là trong những cái đời sau, đời tương lai sau thời của ngài, sau thời của vua Bạch Tư Nặc thì có vua chúa tàn ác hèn hạ vân vân, dùng những người hạ đẳng để áp bức những cái người quý tộc, cũng giống như là dây bầu dưa bí là chìm, hoặc cũng giống như tảng đá lớn là nổi, hoặc là quạ lại được những loài chim quý theo hầu, hoặc là cũng giống như những con chó sói lại sợ những con dê, vân vân. Thì Đức Phật ngài nói vậy để thấy rõ cuộc đời nó thay đổi. Có lúc những cái người giàu có quý tộc được hưởng phước lộc của vua chúa, mà cũng có những lúc hết phước báo, những cái người hạ đẳng họ lên họ lại hưởng phước báo đó. Đó là cuộc đời như vậy, lên xuống như vậy, và trong đạo cũng vậy.
có những cái vị mà tu tập đàng hoàng, những vị thiện tỳ kheo trong cái thời sau, là bị những cái người ác tỳ kheo là áp bức vân vân, thì nên cuộc đời nó có lên có xuống, có thay đổi như vậy đó ha. Ở Đức Phật ngài nói thêm: này đại vương, ngài không phải là người đầu tiên nằm mộng như thế. Ngày xưa các vua chúa cũng từng mơ thấy những giấc mộng này, và cũng như giờ đây các bà lão môn tìm thấy những cớ đó để dâng lễ tế đàn. Vì việc này, theo lời thỉnh cầu của người hiền thiện và có trí, Bồ Tát đã được tham vấn và các giấc mộng đã được các bậc hiền trí ngày xưa giải thích giống hệt như cách chúng được giải thích giờ đây. Đức Phật ngài sau khi mà giải thích 16 định mộng cho vua Ba Tư Nặc xong thì ngài mới nói lại, không phải chỉ một lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên mà ông hỏi những câu hỏi này, ông có những giấc mộng này. Trong đời quá khứ cũng có những cái vị vua đã từng thấy những điềm mộng đó, và cũng có những cái người bà la môn phải lạm dụng những cái giấc mộng đó mà xúi những cái vua chúa đó cúng tế loài vật để mà hưởng hưởng việc ăn uống. Nhưng mà cũng nhờ những cái vị Bồ Tát, những vị hiền thiện có trí huệ mà những các vua chúa đó đó họ mới hiểu và hành đúng theo nhân quả. Thì Đức Phật này cũng kể lại cái câu chuyện trong quá khứ cũng giống giống như vậy đó ha. Thì đây chúng tôi cũng xin dừng, không có cần nói thêm thì cũng không có khác mấy. Thì nói tóm tắt lại như nãy tôi trình bày đó, thì qua những cái điềm mộng của vua Ba Tư Nặc, Phật nhấn mạnh lại là có lúc con người giàu sang sung sướng, được hưởng lộc của vua, của nước, nhưng mà cũng có những lúc mà hết phước báo là bị chèn ép. Và ngược lại, những cái người mà hạ đẳng khi họ có cái phước báo họ lên thì chèn ép những cái người hiền, những người có trí được dùng vân vân, thì cuộc đời nó thay đổi như vậy đó. Và người ngoài đời vậy, và trong đạo cũng vậy. Rồi vậy thôi ha. Thì hôm nay tôi kết thúc cái buổi giảng về 16 cái giấc mộng của vua Ba Tư Nặc đã được Đức Phật ngài giải thích ha. Thì hôm nay đó, để tiếp tục thì chúng tôi xin nói thêm về một trong những cái hạ mà Đức Phật ngài thăng lên cung trời, tầng trời thứ 33, để thuyết pháp cho mẹ của ngài là bà Maya, Mahamaya. Vì mẹ của ngài sau khi mà sanh hạ ngài xong 7 ngày lại mất, sanh lên cõi trời đó. Do đó một trong cái hạ Đức Phật ngài thăng lên cung trời, thượng trời thứ 33 mà thuyết pháp cho ngài, cho mẹ ngài để báo hiếu. Thì còn đối với vua Ba Tư Nặc, để kỳ sau, để sau này đó, khi mà giảng về cuộc đời Đức Phật xong, chúng tôi sẽ giảng về cuộc đời của các vị thánh tăng, rồi những vị đại hộ pháp, thì trong đó cũng có vua Tần Bà Sa Lam, vua Ba Tư Nặc, vua U Điền, vân vân. Chúng tôi chỉ lướt qua thôi, vì chính nhất là giảng về cuộc đời của Đức Phật ha. Thì trong cái mùa hạ ăn cư kiết hạ thứ 7 đó, thì Đức Phật ngài thăng lên cung trời Đau Lợi. Thì trong cái bài kinh là Du Thiên Bổn á, có nói rõ cái nhân duyên mà tại sao Đức Phật ngài thăng lên cõi trời thứ 33 để thuyết pháp cho mẹ của ngài mà đã làm vị thiên tử ở trên cõi đó đó. Thì